Chào mừng các bác đến với máy photo Ngân Hà Việt. Video ngày hôm nay thì máy photo Ngân Hà Việt sẽ giới thiệu cho các bác cách photo căn cước công dân trên máy photo Nikon. Thì hầu hết các đời thì đều thao tác giống nhau. Đầu tiên là các bác mở cái nắp này lên cho tôi. Các bác đặt cho tôi cái căn cước công dân ở trên cái chữ là 5/1/2, tức là khổ giấy A5 đấy, bằng một nửa tờ giấy A4 này. Các bác đặt lùi xuống đây thì nó sẽ mất này. Thì mặt thứ nhất các bác đặt dịch ra, các bác cứ lấy ở cái A5 này xuống này, và cái A5 này ra này, nó ở phía dưới một chút. Đó, các bác chọn một size sang com 2, xong các bác chọn full size. Các bác nhập số lượng chứng minh thư cần copy. Các bác quét lần thứ nhất này. Đó, máy nó sẽ lưu lại cái mặt thứ nhất. Cái mặt thứ hai, các bác vẫn lật cái này lại cho tôi, và các bác đẩy cái này sát lên trên cho tôi. Đẩy sát lên trên như này, các bác đóng xuống. Các bác quét. Đó, thì nó sẽ ra được cái căn cước công dân như thế này. Hai mặt nó rất là gần nhau và đẹp như này. Các bác muốn lưu lại cái chương trình căn cước công photo này để mà lần sau mình quên, hoặc có những người người ta chưa biết sử dụng lại chọn nhầm các cái chế độ như này, thì các bác sẽ lưu lại cái chương trình này. Ví dụ các bác chọn như này xong rồi, các bác sẽ bấm vào program. Các bác chọn cho tôi cái chương trình chương trình 1 này ạ. Tôi ghi đây là căn cước công dân. Ok nhé, bấm ok, bấm exit. Khi có reset về này, các bác muốn photo căn cước công dân, các bác chỉ cần bấm vào program, sau đó các bác chọn căn cước công dân, thì mọi cái cài đặt ở đây nó đã sẵn sàng như này rồi, để tránh trường hợp là mình mới dùng thì mình có thể bị quên, là mình chỉ chọn một lần thôi, sau đó mình lưu lại cái chương trình đấy vào trong program này, đến khi nào cần thì ta gọi cái chương trình ra thôi. Để tôi gọi cái chương trình căn cước công dân ra để tôi chọn luôn ở đây. Sau đó các bác dùng xong, các bác bấm reset thì nó lại về ban đầu, màn hình ban đầu để chúng ta thực hiện copy. Đó, thế thôi, chúc các bác thành công.